Alo, chào bạn Hải Dương nha. Để mình chia sẻ cái cách mà mình đăng cái video từ YouTube lên Facebook. Hôm bữa mình chỉ bạn là nó bị có cái vấn đề này nè. Là nó người khi mà người ta xem nó không có cộng view cho mình. Bây giờ để mình tắt hết đi. Thành ra cái mới nè, đây giờ mình vô cái tài khoản, ví dụ mình vô cái tài khoản của mình nè, kênh của mình, rồi mình muốn đăng cái video, chia sẻ cái video, ví dụ như là video này đi, video này đây, mình chia sẻ cái video này lên Facebook mà người ta xem ở trên Facebook đó, mà vẫn có lượt view cho mình nè, thì mình sẽ copy cái đường link nè, đây. Cái đường link này mình copy nữa, sao chép nó xong rồi mình qua cái trang là bc chấm chấm có nè, à, để mình chỉ bạn nha, à, để mình mở cái tab mới luôn. BC đây chấm có enter rồi nó ra đây cái đường link nãy mình copy đó mình dán vô đây rồi nó sẽ chuyển qua cái mã đây, thấy chưa, nó chỉ sẽ chuyển qua cái mã này để mình copy nè, mình sao chép nè đó, cái mình mở Facebook mình lên Facebook mình nè, à, mình bấm vô cái mục là lên Facebook của mình đó, mình dán cái đường link nó vô, rồi dán vô rồi, thấy là bạn thấy chưa, dán vô rồi dưới đây bấm công khai hay là ví dụ đây là công khai nè, hoặc là chia sẻ cho một số ít người hay gì đó để tùy bạn, xong mình bấm chia sẻ, khi mà người ta mở Facebook lên á người ta thấy vậy nè, người ta thấy cái trang của mình cái người ta bấm vô người ta coi á, là cứ mỗi người coi vậy là có view cho mình. Còn cách bữa hổm mình chỉ bạn share là người ta coi trên Facebook nhưng mà không có view cho mình, bạn làm cách này nó sẽ tăng view rất là cao, tại vì bạn mình kết bạn nè, bạn thấy nè, mình kết bạn tới gần 5.000 bạn bè, đây bạn bè của mình nè 4.900 rồi. Vậy mình xin chào bạn nha. Để có cái gì mà hay hay nữa mình biết thì mình chia sẻ với bạn.